Hôm nay Phước đã lần nữa chủ động rủ Hiên đi ăn trưa. Hôm nay bữa hẹn thứ hai của anh với em. Thì sau hôm qua ấy, anh mới hẹn Thi. Thì anh thấy thì anh cũng cố gắng tìm sở thích. Hôm qua bữa hẹn đầu tiên anh cũng nói chuyện như các bạn khác thôi, là bữa hẹn anh tìm sở thích của rồi tính cách này nọ. Thì sự anh thấy Thi cũng một cô gái không biết nói xấu như thời gian qua mình thấy. Nhưng mà về tính tình á, thì với sở thích của nhau anh nghĩ có lẽ là anh với Thi không hợp. Hợp làm bạn á hả? Không hợp thì có thể làm bạn được, nhưng mà không thể tiến tới với nhau được. Còn về người mà anh mời em lần thứ hai, vì anh thấy là trong bốn con gái thì anh thấy ít nhất là anh với em là có những sở thích cùng nhau. Và bên em làm anh thấy vui. Thì mặc dù anh nói với mọi người là lúc bên em anh không có thích sinh viên, anh nói là anh không thích sinh viên, nhưng mà sự anh thích không sinh viên nè, chắc là đặc biệt hơn sinh viên bình thường. Chung anh không nghĩ là anh sẽ quen với một hẹn hò hay là cặp bộ với một sinh viên đâu. Mà tự nhiên anh muốn thôi. Vậy thì cứ thử đi. Biết đâu được. Chắc vậy. Chắc vậy. Vậy mà đều bứt tóc dữ vậy. Cho anh chở đi học nha. Để em đi xe ôm ngoài cũng nguy hiểm. Chở nó hả? Xa. Anh đi mất công. Thôi anh cũng về mà, thôi đến chở cho. Vậy hả? Anh có, anh rảnh hả? Em không phải rảnh, nhưng mà chung thì anh bớt thời gian chở em chút cũng được. Trời ơi, qua đó cả tiếng đồng hồ. Nè. Tự quyến mà. Ok, vậy thì em đi thôi. Cho anh thử cuộc này. Này nát cái tay đó. Anh tự em sẽ gắt cho miệng anh chứ. Không. Miệng đâu tình cảm như vậy. Rồi sẽ có nghe em gắp thôi. Bữa giờ chai cua nhiều không? Chai cua thì... Ở lòng. Có cua chai nhiều không nhỉ? Không. Đâu thấy cài đâu. Thiệt đó. Thấy Khương đẹp trai quá trời. Sao muối này không? Khương đâu. Khương có sao muối hả? Lâu. Em thấy mập mà. Chung mà Khương nhìn đô con vạm vỡ này. Anh nói Khương hay là Lợi? Khương. Nó giả tạo quá không biết. Hiếm khi thấy được Thi vào bếp như hôm nay, và Lợi đã ra tay phụ giúp. Em giỏi nhất là nấu ăn. Ok, em dọn nó ra đi. Đúc, nhìn phẩm, nhìn nhẹ thôi. Đúng là tao lấy cái chén thôi. Tao lỡ đi. Em dầm từ từ đi, đừng có ham vội ấy, cứ dầm nó. Em bỏ vô tí xíu nữa hột á, ăn khó chịu lắm. Rồi đây anh cắt đi, cái này em cắt cho. Tay em đang dơ để em làm. Không sao đâu, em lấy cái dao đi. Lấy dao đi, anh cắt con này cho. Đây, anh cắt cho anh đây. Em lấy cái dao. Để em rửa đây. Này, có nước muối này. Thêm nước đi. Anh Lợi, mình chút cái mình nấu xong, mình ăn xong cái em là em với anh Lợi đi công viên ha. Không. Anh có hẹn với ai chưa? Không, anh chưa có hẹn ai, nhưng mà cái mình
công viên thì mình sẽ đi, cà phê mình sẽ đi, nhưng mà tối nay anh có cái kế hoạch cho tất cả mọi người. Thì hồi nãy thì có anh với Phương ở nhà thôi, thì anh đã nói với Phương rồi, thì tối nay anh em mình ăn uống xong á thì mình sẽ có cái trò chơi gì? nói dối nói thật chứ gửi lời yêu thương đó, là mình chơi ở đó xong rồi bắt đầu tối nay mình có cái chương trình đó là bắt đầu, tại vì còn có 3 ngày nữa là mình đã kết thúc rồi. Thì bữa giờ anh đi làm anh không có thời gian dành nhiều cho mọi người, chứ mọi người bữa giờ cũng chưa có, tất cả mọi người cũng chưa có cái gì mà để cho mình kỷ niệm, có những cái gọi là giây phút mà nó trải lòng với nhau á. Thì 8 đứa mình tối nay sẽ xách gói niệm lên ngay chỗ cái phòng tập nhảy á, bật đèn lên rồi bắt đầu ngồi tâm sự. Ai nằm chung ngủ á, đi nằm ngủ chia bên trai bên trai ngủ, nữ ngủ chung với nhau. Ừ đó, thì xong rồi ai nói gì nói, ai ngủ gì ngủ. À dạ. Đó. À, bắt đầu tối nay là anh vậy phải không? Đúng rồi. Đó, còn thấy thì ngày mai em muốn cà phê với anh thì bắt đầu mình hẹn hò tiếp, tại vì hai đứa anh em mình chưa có hẹn hò với nhau mà. Dạ. Em tại em cũng muốn lắm như là có một buổi hẹn hò nói chuyện cho anh em mình hiểu nhau hơn, bởi vì mình cũng đã biết nhau nhưng mà chưa biết nhiều về nhau, đúng không? Đúng rồi. Trong khi mọi người đang chuẩn bị bữa tối thì Hiên lại rời khỏi nhà. Hóa ra là Hiên đã hẹn một người. Hôm nay anh mời em tới đêm nhạc của anh, thì anh rất mong là sẽ được cho em nghe những bài hát của anh trình diễn để em hiểu anh là người thế nào. Em hiểu anh là con người thế nào thì mình cũng hãy hiểu nhau hơn. Em có hay bao giờ vô mấy cái quán này chưa, mấy cái quán nhạc sống này chưa? À, có tiếc thì tất nhiên là vô rồi, nhưng mà cái dòng nhạc anh hát là rock đúng không? Ừ, nhưng mà hôm nay thì anh sẽ chơi nó qua acoustic cho nhẹ nhàng, thì em có thể nghe nó dễ hơn, tiếp thu nó dễ hơn. Anh cũng sẽ có những ca khúc mà rất là ngọt ngào, dễ thương cho em. Và khi cũng sắp tới giờ lên nhạc thì anh nghĩ là anh sẽ anh chừng 15 phút nữa anh sẽ lên rồi. Mình có một ca khúc tặng cho một cô gái mà mình muốn hẹn hò. Hiên ơi, anh xin tặng cho em một ca khúc nói về tình cảm của anh dành cho em, ca khúc Bông Hồng Thủy Tinh.
Hy vọng em sẽ được hiểu được lời tâm sự của anh. Và xin cảm ơn. Mình cảm thấy mình không biết nói cảm giác đó thế nào. Thì cảm thấy giống như là mình nên dừng cuộc phiêu lưu săn tìm các cô gái để kiếm một cô gái nào đó mà cưới gấp. Mình chỉ thấy vậy. Trong khi Phước Hiên còn mãi hẹn hò, ở nhà các thành viên khác đã về đông đủ. Hello Thi. Nấu có mà. Nấu ăn. Ủa sao bữa nay anh đi làm gì trễ vậy Ninh đi? Ừ. Hello chị Thi. Đón Hà về. Bánh Trung Thu Gia Lai. Đúng rồi. Đi hư chưa? Không, được con. Quà đúng không? Được, được, chắc được quá. Được. Do tại vì có bánh lăng ở trong. Em lấy ra thử. Ngon. Nhưng mà cái này thì ngày mai xem. Ngày mai mới biết. Có bị đau bụng không đúng không? Đúng rồi. Được không ta? Cô có nói đã. Ủa em cảm giác như là bị hư rồi hay sao anh? Ơ, thật không? Không, thiệt, thiệt. Hư rồi. Hả? Bị gì? Tuyến thương mà. Nghe mùi hả? Hư rồi. Hả? Chị thấy ăn được. Thôi chị không ăn, bụng chị đang yếu. Nhưng mà tuyến thương. Không, nó hư rồi. Cái này anh ăn một hồi nó bụng á. Nó cúp vừa. Nó cúp vừa cái mùi vậy là nó đã thiêu rồi đó. Trúng độc mau quá vậy. Cái này đeo ngoài bao lâu rồi? 3 ngày. Đó. Trời ơi. 3 ngày. Rồi đến, nhưng mà bảo trong tụi lạnh đi, sắp đi xa. Là. Hình như cái đó không hư hả? Không. Nhưng mà cái này tại vì em thấy nó nhức nhớt rồi. Chắc không được quá. Như mọi khi, Khương vẫn luôn bên cạnh Phương, có mặt những lúc Phương cần. Anh đang xoay tóc. Sao ta xoay tóc của mình? Anh xoay tóc cho em hả? Em muốn không? Em muốn thì anh sẽ làm cho em. Làm. Rồi, nói chung là hư rồi. Trời ơi, con. Chết rồi giờ sao ta? Phòng của anh có một máy. Phòng của anh có một máy. Em hãy lên phòng của anh và nói là lấy máy xé cho anh Khương. Anh sẽ xé cho Phương. Rồi ok, cái nào màu hồng á. Mấy màu hồng à? Máy này của Danny. Máy của Danny. Vậy hả? Ừ. Giống này không? Màu hồng, y chang luôn. Đó, tại đồ cặp mà, không giống được. Ai chà chà, hay quá. Thiệt không nghĩ tới luôn á. Đúng rồi, mạng miếng. Hợp lý. Có nghĩa là lấy cớ mượn của anh để lên phòng gặp Danny. Trời đúng ơi, rồi, vô đúng phòng, rồi. Đu phòng luôn. Mà màu hồng nhưng mới chịu nha. Trời ơi, chuẩn bị hai người xài tóc. Anh nói có sai không? Anh nói đâu có sai không? Y chang luôn. Cái này lớn. Ủa, có y chang đâu, người sai khác hiểu nhau. Nói chung là trong cái nhà này, cái này là của em. Bạn này của Danny. Trong khi đó, 6 người còn lại không ai xài máy sấy. Thôi, tèn, tèn, tèn. Ủa, nghe đồn tới hai người hẹn hò mà. Thôi, nghỉ luôn, nghỉ khỏe. Hẹn hò gì nữa. Lát bà không, lát bà tuyên bố lý do rồi. Em có thể lộn mèo cho anh để anh xài tóc cho em được. Cảm thấy hồi hộp quá vậy? Anh sấy đây. Thấy là phải thới tóc ra. Ok, sắp tới đi làm salon tóc luôn. Ok. Nhẹ thôi, nhẹ okay. Nhàng. Làm đi giặt đồ vậy. Ok. Em phải nhớ ngày hôm nay anh đã làm cho em. Anh đã xoay tóc cho em nha, Phương. Sau này em sẽ có một kỷ niệm khó quên đó Phương ạ. Đây nè, xoay tóc. Và anh cũng nhớ ngày hôm nay anh đã xoay tóc cho một cô bé. Mà anh đã thầm lưu trọng nhớ. Thôi bỏ đi. Trong 7 ngày qua, 6 ngày qua ngôi nhà chung này. Để máy thấy cái sao. Hy vọng là anh thấy cho em sẽ vui. Vui. Em sẽ vui. Vui. Đi ăn đi, nó nghĩ kỳ lắm. Ngon không? Trêu ghẹo nhau là thế, nhưng tình cảm thật sự của họ là thế nào? Thật sự thì bước vào ngôi nhà chung này sinh hoạt thì thấy là mọi thứ cũng giống như một tình bạn mới chấm nở. Còn để nói về tình cảm thì Khương không muốn ngộ nhận
và bà cũng không muốn làm tổn thương bất cứ một cô gái nào. Cái tình cảm mà Phương dành cho tất cả các bạn nam trong gia, trong nhà chung, nó chưa có một bước tiến nào xa hơn là mình đi tới cái tình cảm nam nữ ngoài tình bạn. Thật ra lúc này Khương đang quan tâm đến một chuyện khác. Hey, bây giờ giấu kỹ thiệt ha, khai nó bắt cách mấy cũng không khai ha. Dỗ rồi nè, cười ha ha ha, hiểu rồi đó. Bây giờ nhìn là biết rồi. Nội mà nãy đem kể cho. Shhh, đóng cửa lại nó nhỏ nhỏ. Đi không? Đem hai cái máy sấy xuống. Anh bây giờ đem hai cái máy sấy xuống. Anh để em kể cho. Anh nhớ máy sấy bữa anh em mình xài trong phòng không? À. Của ổng đó. Ừ. Màu hồng. Ừ. Mấy hàng màu đỏ. Ừ. Ừ, nó nhiều tình tiết lắm, như vô tình vậy đó. Ừ, anh Khương coi sửa vậy, cái máy sấy đi. Gắn vô không được. Em lên phòng anh lấy cái máy sấy màu hồng cho anh đi. Của kia anh em không nghĩ tới luôn. Ừ. Cái Phương nói. Của Danny đúng không? Ủa vậy sao? Ờ. Vậy sao? Yeah, nè cái chi tiết này nha. Bởi thề thốt ghê lắm. Bởi thề ghê ha. Vậy sao anh nói cặp kia là cặp bí ẩn vừa. Thề thốt. I swear. Mà anh là thề thôi mà. Nè, thề. Khoan, nghe nè. Em nghe kỹ chưa? Bây giờ chưa bắt bóng không được. Bây giờ từ từ. Bóng được không? Ông đi lên vừa mới đi lên nè. Ông vừa mới đi lên ông. Ừ. Ông nói là cặp đôi bí ẩn đã lộ diện rồi. Tự khai luôn. Chơi tâm lý. Đấy, chơi tâm lý sao? Nói là mấy bạn nữ nói là mấy bạn nam là có con gái hết rồi à. Tự nhiên tung cái tin đồn vậy là nói là Phước nói. Uh-huh. Ờ, tại vì hồi bữa là mấy anh em mình trong đây nói chuyện giỡn với nhau đó. Cái tự nhiên Phước nó tại ai mà đi nói vậy thì Phước nó lại nói giỡn. Sao nó nói như vậy với mấy bạn gái ờ. Thì ý là anh Danny nói là hôm nay là ảnh với hàng nói chuyện với nhau rồi xong mình đoán được. Là chắc chắn ngày mình không phải gặp đôi bí ẩn. Đúng rồi. Là không. Và anh đủ cho Phước với Hiền là gặp đôi bí ẩn. Ờ. Thì cho nên rút lại cái vụ bà ngủ với cái vụ máy sấy của em á. Thì anh đang nghi ngờ là ổng, mình nghi ngờ ổng quá nhiều ngày cuối rồi, chuẩn bị ngày cuối rồi. Thì ổng tìm mọi cách là để lấy một cái chuyến đi chơi du lịch của chương trình. Ừ, để là bằng mọi cách có thể. Ừ. À, dĩ nhiên là giấu phút cuối cùng luôn. Nhưng mà không hiểu tại sao, mà em không hiểu tại sao là tối nay Hà nói là Hà muốn có chuyện để nói với nhóm mình. Thì Hà có chuyện nói là diễn. Diễn nữa. Tại vì bữa giờ tụi mình đón bây giờ từ ngày đầu tiên. Đầu tiên tới giờ rồi, sao có mắc được anh em mình. Ai cũng nói là cặp đôi này, cặp đôi bạn đâu có trùng hợp như vậy. Hidden á, couple hidden không, hidden couple không trùng hợp như vậy. Hidden couple, ok. Anh thiết nghĩ là giữa hai người này, em thấy không, lúc nào là cũng kỳ lắm cho nhau, lúc nào cũng chở nhau đi làm về. Thấy không, tỏ ra một cái sự quan tâm mà quá mức có thể cho phép. Rồi xong rồi bây giờ đứng đi khoanh tay lại giữa vô tôi đang ngoài với tôi ngay thứ bảy. Ông giữa vô tôi với tôi khoanh tay lại với tôi xử tội ông nè. Ông khoanh tay lại với tôi nhớ là bữa giờ ra qua mặt anh em tôi hả, thề thốt đủ thứ. Anh ơi, anh để em nói coi, thiệt lớn nhất trong đây mà thề thốt với mấy đứa nhỏ, anh nói sao, anh hứa với anh em sao? Anh hứa rồi mà. Anh hứa mà anh hứa cái đó hả? Hứa, anh hứa rồi mà. Anh không, bây giờ xuống ăn cơm. Bây giờ anh nói nè. Sao mà công bố lý do luôn á? Quen. Nói giờ nói đi. Cặp đôi bí ẩn là ai? Nói đi, giờ anh vẫn nghĩ là ai? You understand who? Không phải là anh. Không phải là anh à? Vậy là ai? Vậy là ai? Không lẽ Tuấn Khương? Vì anh không phải là cặp đôi bí ẩn. Nhưng mà em nhận nghĩ là anh Danny. Thôi đừng, anh đừng, cái vấn đề mà anh nói gì hết đó. Nói rất là đừng, đó là nghe ngô, nghe ngô lắm, hiểu không? Bây giờ vậy đi. Cái tình anh em mình á, em với Khương Hùng hay ghé. Bây giờ anh đi du lịch. Trong bữa ăn, Lợi và Khương vẫn không buông tha cho Danny. Tụi em ăn nào, ăn nào cúng cúng. Anh yên tâm đi. Ok. Nhức đầu với anh. Anh cũng không hiểu. Em cũng không hiểu luôn. Vậy là em là người hiểu luôn. Ờ chứ mất câu em. Câu em dễ lắm. Sao không ai nghi chị Phương với Danny gì ta? Nhưng mà cũng tựa nè. Đừng có gì nè. Ê em đừng có nói kiểu đó. Anh nhắc lại em đừng nói đó Thi à. Em không hiểu rồi. Sao nói được? Người ta cãi lộn ngày hôm nay quá trời quá đất. Muốn ao chương trình, muốn chia tay là vì bà này. Em không hay. Ủa vậy hả? Đó. Cãi lộn. Em đi làm. Ông này quan tâm bà này quá trời quá đất. Hả? Cao gáo rồi xuống lâu dữ. Bà này bà nhỏ con hơn, bà ốm hơn, bà lùn hơn, bà đâm tị. Buffet đồ.
Dạ cũng phê rồi. Sao em không tin tưởng vào bản thân và bạn trai của em vậy? Ít nhất em không tin tưởng bạn trai em thì cũng phải tin vào bản thân của em chứ. Ai mời anh Lợi qua đây vậy? Cái gì vậy? Hư bột hư đường hết. Cái câu là cái nào ăn ăn, cái nào cúng cúng là vì em biết người đó là người yêu của anh, cho nên em không bao giờ động đến. Rồi. Đó là cái nào ăn ăn, nào cúng cúng, đó là cái nghĩa nó là như vậy. Hiểu không? Ập ba. Anh nói nhanh quá. Lại lại hôm bữa em hỏi câu hẹn hò sao, bữa hẹn hò rồi sao, có nắm tay nắm chân gì không? Trời, bữa hẹn hò biết không, hai người ôm nhau rồi sắp hôn nhau nữa. Đúng. Mà tới nhà rồi. Trời, nắm tay nhau. Ơi trời, trời chết chết. Trời, không phải, phải 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 anh lộn biết. Anh lộn như anh lộn như Hiên, anh lộn như Hiên. Bậy. Bữa anh quay clip ăn chung này nọ kia. Coi chừng xương nó đâm vô, đừng có suy nghĩ quá. Xương nó đâm vô hay quá. Nếu vậy thì thôi thẳng thiện đi anh xin lỗi hay cái gì. Ấp ba. Em xin lỗi anh. Ừ, sao rồi? Em xin lỗi ấp ba của em. Ý là xin lỗi anh. Em xin lỗi anh. Tại tôi xin lỗi. Tại tại vì em không biết, lúc đó anh không biết. Mọi người không biết là không có tội. Rồi. Thôi đó không biết, mà anh không cảm ảnh. Anh không cảm. Tối nay á, tối nay nếu anh không thích thì em ngủ ở ngoài. Để đừng tối em ngủ cho mời quýt em. Hà ơi, đúng ra lau bàn để cho Phương lau, em xuống đây em rửa chén đi. Đúng rồi, đúng rồi. Mặc cho mọi người đang ồn ào bên ngoài, trong bếp có hai người đang lặng lẽ rửa chén. Danny nghĩ Hà cũng thích Danny. Danny đã hỏi về cái ấn tượng của Danny, cái ấn tượng về Danny của Hà là như thế nào. Nhưng mà Hà trả lời là 70%, 80% là ok. Mình không có phải là quy định bắt buộc phải kiếm một người mà 100%, nhưng mình suy nghĩ thì anh Danny đã là quá đủ rồi, là phù hợp lắm rồi. Thì mình chỉ cần là hai đứa phải có một thời gian tìm hiểu nhau hơn nữa. Danny ước là tất cả mọi thứ xảy ra trong ngôi nhà chung thì sẽ được thành công. Cái những điều trong ngôi nhà chung thì có thể là bao gồm việc về Hà